Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay tôi lại gửi đến quý vị và các bạn một chiếc xe ở cái phần khúc bán tải quý bạn nhé. Đó chính là chiếc xe Mitsubishi. Thưa với quý vị và các bạn, ở Mitsubishi cũng như các hãng khác, dòng bán tải cũng được phân ra rất nhiều các bản các bạn nhé. Thì cái bản mà ngày hôm nay chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn đây là chiếc xe Mitsubishi Triton phiên bản số tự động một cầu quý vị các bạn nhé. Chiếc xe được sản xuất năm 2022, nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, đăng ký tên tư nhân cuối năm 2022. Đấy, tức là chiếc xe này đến nay là vẫn còn bảo hành quý bạn nhé. Đấy, vẫn còn bảo hành luôn, full lịch sử bảo dưỡng tại hãng. Chiếc xe này vừa với thay dầu ở trong hãng xong, quý vị và các bạn nào mà mua chiếc xe này thì có thể yên tâm luôn ạ. Một chiếc xe 2022 tính ra là mới hơn 1 năm sử dụng thôi và vẫn còn bảo hành tại hãng, cho nên là quý vị và các bạn yên tâm. Và đặc biệt ở chiếc xe này không khác gì một chiếc xe mới ạ, chưa có một vết sơn ta, tức là chiếc xe này nhập khẩu, nhập nguyên chiếc từ Thái Lan về Việt Nam này là chưa có một vết sơn nào lại các bạn ạ, như một chiếc xe mới luôn ạ. Sơn zin nguyên bản cả xe luôn quý bạn nhé. Đấy, và thưa với quý vị và các bạn, với chiếc xe full lịch sử bảo hành bảo dưỡng tại hãng và vẫn còn bảo hành tại hãng luôn như chiếc xe này, chúng tôi đang bán với giá là 586 triệu đồng thưa quý vị và các bạn. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn. Vì vậy mà quý vị và các bạn chỉ việc thanh toán trước 30% giá trị của xe thôi. Số tiền còn lại là 70% thì quý vị và các bạn có thể thanh toán trong vòng 5 năm với lãi suất rất ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và rất đơn giản quý vị và các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Mitsubishi Triton 2022 số tự động một cầu trắng này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở số 318-320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây thì không mất là thời gian của quý vị và các bạn nữa, tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn về chiếc xe Mitsubishi Triton 2022 ngay bây giờ. Mời quý vị và các bạn. We'll be right back.
diesel. Đấy, common rail. Động cơ này là động cơ Mivec rồi các bạn nhá. Nổ rất êm ái và tiết kiệm nhiên liệu với dung tích 2.5 lít các bạn ạ. Đấy, kết hợp với hộp số tự động một cầu. Và cái điều mà chúng tôi muốn nói ở cái động cơ này thì nó không khác gì một chiếc xe mới các bạn nhá. Đấy, chúng tôi mua, quý vị và các bạn nào mà xem một chiếc xe mới nó như thế nào thì cái động cơ này nó như vậy đấy. Đấy, động cơ này chúng tôi còn để nguyên, không có dọn dẹp gì các bạn nhá. Đấy, về những chiếc xe mà chúng tôi nó cũ, nó bẩn quá thì chúng tôi mới phải dọn dẹp. Còn những chiếc xe nó còn mới, còn đẹp như thế này thì chúng tôi không mất tiền dọn dẹp đâu các bạn ạ. Vì dọn dẹp vào nó cũng sẽ được sạch hơn một chút, mới hơn một chút, nhưng nó sẽ ảnh hưởng đến những cái phần gioăng này, những cái phần nhựa này. Đấy, những cái phần bằng nhựa này thì các bạn biết rồi đấy, cho chất tẩy vào dọn rửa thì nó sạch, nhưng nó sẽ lại rất là nhanh ăn mòn những cái phần nhựa này các bạn nhé. Đấy, cho nên là chúng tôi sẽ tiết kiệm được cái phần dọn dẹp để đảm bảo cho cái động cơ này nó sẽ bền hơn. Đấy, còn nếu như bẩn quá thì mới phải dọn thôi các bạn ạ. Vì chiếc xe này thì nói thật với các bạn mới chạy có hơn 4 vạn. Những chiếc xe bán tải thì chạy như vậy là tương đối quá ít các bạn ạ. Những chiếc xe con mà chạy như vậy là nhiều rồi, nhưng chiếc xe bán tải chạy như vậy là quá ít. Và động cơ này, đấy các bạn xem, không có một vấn đề gì cả luôn. Chỉ có chủ xe mới có bảo dưỡng, tức là chỉ có thay dầu là chủ yếu thôi. Và vừa mới thay dầu xong các bạn nhé. Cho nên là quý vị và các bạn nào mua chiếc xe này thì yên tâm tuyệt đối luôn. Có thể mang vào hãng để check chiếc xe này các bạn nhé. Và chiếc xe này còn bảo hành tại hãng luôn, các bạn yên tâm luôn các bạn nhé. Đấy, rất đẹp luôn. Tất cả từ những cái nước sơn bên ngoài nó còn zin, còn nguyên bản, cho nên là bên trong này nó còn nguyên, còn zin thì là cái điều đương nhiên rồi các bạn ạ. Bên ngoài còn sơn, còn nguyên zin cơ thì bên trong là điều còn nguyên là chắc chắn luôn các bạn ạ. Và cũng không có bị va chạm, không có bị ngập nước gì đâu các bạn nhé. Chúng tôi có thể cam kết cho quý vị và các bạn. Ngoài việc quý vị và các bạn có thể check hãng, chúng tôi vẫn có thể cam kết bằng văn bản cho quý vị và các bạn về chiếc xe này các bạn nhé. Thưa với quý vị và các bạn, vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về chiếc xe Mitsubishi Triton 2022 số tự động một cầu siêu lướt này quý vị và các bạn nhé. Với chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 586 triệu đồng. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn, vì vậy mà quý vị và các bạn chỉ việc thanh toán trước 30% giá trị của xe thôi. Số tiền còn lại là 70% thì quý vị các bạn có thể thanh toán trong vòng 5 năm. Với lãi suất rất là ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và rất đơn giản quý vị các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Mitsubishi Triton 2022 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi số 318-320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 nè. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Thank you.